Mình đã sang cô <laughs> bao à. hãy xin chào tất cả mọi người Hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề mới Đó chính là Chữa đề minh họa môn tính nhật trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2021 Uh, hiện tại thì trung tâm Nhật ngữ shop đang có một cái chương trình rất là mới đó chính là shop radio không biết là các bạn đã xem số đầu tiên chưa uh, nếu như mà bạn nào chưa xem thì có thể vào fanpage cũng như là hoặc là vào youtube của trung tâm Nhật ngữ shop uh, chúng ta sẽ um, hàng tuần 19 giờ 19 giờ hàng tuần sẽ sẽ phát cái chương trình shop radio các bạn nhớ uh, uh, theo dõi mọi người nhé Hi, Thảo Sang, khóa khóa. Ừ, um, thí sang cô bao ạ. Xin chào tất cả mọi người. Hãy dương sang hít. His... Uhm, Hoa nguy sang không bao Không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Nội dung ngày hôm nay nhé. Ừ, uhm, Câu đầu tiên của chúng ta nào. Watashi wa nani nani Câu số 1, kitte, số 2, tegami, tokei hay là kippu. Tiếp. Daigaku o nani nani kara Mite, kite, ite hay là dete Ngay các bạn hãy nhanh tay comment đáp án câu số 1 và số 2 nào Hãy chu sang không bao à Ừ, um, hữu sang không bao à Hisashiburi desu ne Ừ. Các bạn comment rất là nhanh rồi đây. Bạn Chu có đáp án câu số 1 là 1. Bạn Thúy có đáp án câu số 1 cũng là 1 nào. Ừ. Chu sang đáp án câu số 2 là 4. Đấy. Xuân Vũ 24. Tĩnh Nguyên 14 à. Đấy, ok des. Thúy rằng đáp án câu số 2 là 4. Ok câu số 1, đúng không câu số 1, cái phần gạch chân của chúng ta có âm hán việt là gì mọi người còn nhớ không cả <laughs> ừ. chữ đầu tiên đúng không là của à, mình đã dạy chữ đầu tiên của chúng ta là chữ thiết đúng không còn chữ thứ hai là chữ thủ thiết thủ đây chính là cái gì đây kite <kỉ> desu cả kite là tem đúng không còn động từ atsume à atsumeru à là sưu tầm được chưa? Sưu tầm chúng ta tập hợp lại đấy, đúng không? Hay tôi thì làm sao tôi đang sưu tầm tem gì đấy cả? Câu số 2, đây là chữ suất đúng không? Rất là đơn giản đúng không? Kantan desu Chữ xuất của chúng ta ở đây có trợ từ ô oh, chính là ra khỏi trường đại học hay nói cách khác ở đây chính là tốt nghiệp đúng không? Tốt nghiệp đại học chính là DT, được chưa? DT. Daiaku o DT kara ryuwaku shitai to omoimasu. Tức là sau khi đúng không? VT cả đã, tức là sau khi sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi muốn đi du học được chưa nào? Hãy. Ừ, được chưa? Chúng ta chuyển sang câu tiếp theo nào. À chúng ta cùng nhau phân tích một chút đáp án. Thegami là gì? Là thư này. Tô kê là đồng hồ đúng không? Còn cuối cùng chipu là vé. Ii desu ka? Hãy. Tiếp. Câu số 3, sono nani nani. Kabango kudasai, shiroi, kuroi, aoi hay là À nào. Câu số 4, kono naninani nani o tsukatte kudasai. Hay. Và bây giờ các bạn sẽ tìm chữ Hán của Kami đúng không? Ừ. Ừ. Hoa Nguy có đáp án câu số 3 là 1 chỉ đội thanh chu một một hãy hoa nghi câu số bốn là một dương cũng là một một ok tĩnh nguyên một một <laughs> hữu sang tất cả các bạn đều comment chính xác xây Đấy, oanh sáng cũng 1 1. Ừ. Câu số 3 của chúng ta nào? Câu số 3 đây là âm hán Việt là chữ gì mọi người? Bách hay bạch nào? Nhớ không ạ? À? Bạch đúng không? Âm hán Việt là bạch, có ý nghĩa là màu trắng đôi. Hãy lấy cho tôi cái cái cặp màu màu trắng kia đúng không? Câu số 4, Kami ở đây chính là giấy đúng không? Hãy hãy dùng cái giấy này, i desu ka. Giấy thì chính là đáp án số 1 được chưa nào? Số 2 của chúng ta trong khi quy đúng không? Là thấp. Còn số 3 là koso là cái cái đáy, a soko i desu ka. Còn ở đây là trong chữ thị đúng không? Câu số 5, watashi wa mainichi ongaku o nani nani はい1 2 3 4なあ đâu là chữ hán đúng của Kikimas nào ấy câu số 6 anzen no kakunin wa daiji na koto desu Ừ. Thành có đáp án câu số 5 là 3. Tịnh Nguyên đáp án là 34. Đấy. Hoa Nguy là 33. Hoàng Nguyễn là 34. Trí Sang 34. Lily Nguyễn 34. Ừ. Đấy. Mình thấy các bạn À làm đúng, tất cả các bạn đều làm đúng câu số 5 nhưng riêng câu số 6 có bạn thì bị nhầm với câu số đáp án số 3 và đáp án số 4. Vậy đâu sẽ là đáp án đúng nào? Cho các bạn 30 giây để suy nghĩ lại câu số 6 nào. Hải Dương cũng 33 này. Xuân Thành 64, Tú Anh 34. Chu 34, ừ. Chúng ta chữa câu số 5 trước nhé, được chưa? Ideasca. Câu số 5, kikimas đúng không? kikimas có hai ý nghĩa Thứ nhất là hỏi, thứ hai là nghe Nhưng đằng trước có cái thằng ôn gác cự là nhạc, đúng không? Thì ở đây chúng ta phải dịch với ý nghĩa Đó chính là nghe, nghe nhạc, đúng không? Mỗi ngày thì tôi đều, tôi đều nghe nhạc Nghe, nghe chính là chữ văn, đúng không? Văn chính là đáp án số 3 cả Còn cái số 1, đây là chữ khai, đúng không? Akimasu, tức là mở Còn đây là cái uh, bộ uh, môn, tức là cổng, đúng không ạ? Môn còn đây là chữ bế bế trong chimemas mas tức là đóng đúng không tiếp theo câu số 6 nào daiji của chúng ta daiji là chữ đại và chữ sự ides cả chữ đại và chữ sự tức là quan trọng được chưa chứ không phải là thai xét xử ides cả đây là đọc là chữ đại và chữ thiết phát âm đá thai xét dự, ides cả câu số 7 nào kino 何々を弾いたので、学校休みました。子こ供こら、熱、はら風邪、そばら、けが、ば、ごいこら、病気。はい。うん。でて、こそ息子の誕生日のプレゼントに何々を買っておきました。喜んでくれるでしょう。はい。お題、かばん、せいこう、ーんのばん。かばん、え、にんたいコメな Ừ, bạn Lan Nhi có đáp án câu số 7 là 4 này. Câu số 7 là 4. Lự, bạn Dương Lưu Hữu, câu số 7 là 2. Lily Nguyễn 72, Kim 72. Ừ. Lan Nhi 84. Khi mà chúng ta học từ mới đúng không? Thì chúng ta nên học cái cách dùng cũng như là nó sẽ đi, nó thường đi với lại những cái cái từ như thế nào đúng không? Những cái cụm từ như thế nào? ừ hầu như đúng không à, hầu như các bạn đã làm đúng câu số 7 mình chỉ thấy một vài bạn bị nhầm với lại đáp án số 4 nhưng mà mọi người lưu ý mọi người cứ tưởng là bởi vì bị bị ốm cho nên là mới nghỉ học đúng không nhưng mà cái cụm từ bởi vì ở đây mọi người nhìn thấy cái thằng hi ta chính là hikimas đúng không chúng ta có cả cái cụm đó chính là kazeo hi ta tức là bị bị cảm ideska bị cảm nhớ là kaze sẽ đi với hi ta vậy là Ngày hôm qua thì tôi bị cảm cho nên là tôi đã nghỉ học Thì xem nào, desu cả Cái này là bị sốt còn đây sẽ là vết thương và cuối cùng bioki là ốm đúng không? À, có cái cụm từ bị ốm thì thường chúng ta sẽ dùng là bioki ni naru được chưa? Câu số 8. Câu này thì hơi dài một chút đúng không? Bây giờ chúng ta phân tích cái câu đầu tiên nào. Câu đầu tiên của chúng ta. Ê Eto, ở đây là quà sinh nhật cho ai? Musco là thằng con trai đúng không? Con trai của tôi Mua đúng không? VT Okimas tức là làm cái gì đó sẵn Mua, mua sẵn cái gì? Để làm quà mua cái gì mọi người? Thì chỉ có mua thì cư tay tức là cái cà vạt Đúng chưa nào? Ừ, được chưa nào? Ý Hay. cả Câu số 9 部屋の壁に帽子が何々あります。こうそも、売って、そはらかけて、そばらかぶって、そばら買って。うん、こうそも、私はフランスの音楽に何々があります。だからそも、興味、そはら気分、そばら気持ち、そばら趣味。 Ừ bạn Doãn Đạt có đáp án câu số 9 là Nibandes. Hoàng Nguyễn đáp án là 93. Hay Dương Sảng 21. Chiaki Kim Sảng 21. Ame Kyung Sảng 1番 Hoàng Nguyễn 92. Hay Doãn Đạt 14. Hai câu này có vẻ như là các bạn bắt đầu nhầm lẫn rồi đây đúng không? Thúy Sằng 23, Tĩnh Nguyên 21. Ừ. Ừ, Lê Lê Nguyễn 21. một, à, câu số 9 của chúng ta đúng không? Mọi người nhìn thấy cái thằng Boshi thì mọi người lại thường nhớ đến cái thằng cái thằng đội mũ là kabudimas kabute đúng không nhưng mọi người phải lưu ý ở đây trợ từ của chúng ta là trợ từ ga ideska ga nếu như mà là kabute nó phải là boshio kabute imasu", tức là tôi đang đội mũ đúng không nhưng mà ở đây là trợ từ ga tiếp theo ở đây là adimas tức là vt adimas là thể hiện trạng thái của hành động là treo tôi làm sao treo treo mũ lên trên trên tường đúng không trên tường của phòng desk phải là số 2 treo treo mũ chứ không phải là đội mũ lên trên tường được chưa nào câu số 10 nào câu số 10 ở đây mọi người có thể bị nhầm lẫn với giữa một và 4 đúng không cái thằng 4 ý cái thằng shumi ý chúng ta chúng ta hay dùng đó chính là sở thích của tôi là bóng đá này hoặc là anime này đúng không lúc đấy chúng ta sẽ nói là watashi no shumi wa sports à, to, hoặc là anime des đúng không? Nhưng cái thằng Kiyomi này là cái mối quan tâm quan tâm đến cái gì đó hoặc là tôi có hứng thú với cái gì đó thì lúc đấy chúng ta sẽ có cái mẫu ngữ pháp đó chính là danh từ ni kiyomi ga arimas hoặc là kiyomi o mute imas i desu ka vậy cho nên đáp án sẽ là ichiban des được chưa nào ừ, tôi thì có hứng thú với lại âm nhạc âm nhạc của nước, người dân sự nước Pháp đúng không? Kimochi thì là cảm xúc rồi, Kibun, chúng ta hay gặp Kibun, -bưng, Kibun -bưng ga i Kibun ga đi đúng không? Tức là cảm thấy khỏe hoặc là tâm trạng tâm trạng tốt à thì à Kibun ga đi sẽ ngược lại đúng không? Đấy. Tiếp theo nào, chúng ta sang câu số 11, 11 ừ câu số 11 trước. Tanaka, anh Tanaka nào. Sensei Nihonjin no tomodachi kara manga o karimashita. Và anh Yamada anh sẽ đáp lại như thế nào? Nani nani manga manga wa omoshiro desu ka? Đáp án nào? So, sono này, sore này, kono này hay là kore? Hay, câu này rất là đơn giản. Nếu mà bọn nào, sai. Ừ, nếu như mà bạn nào tinh ý ra thì chúng ta sẽ điền ngay được đáp án. Hay mình đã gợi ý cho các bạn rồi đúng không? ừ, các bạn có đáp án hết rồi đây bạn uh, hoa nguy cẩm thúy tuần dương ngọc hà tĩnh nguyên đều có đáp án câu số 11 là ichiban des hay ừ, doãn đạt cũng có đáp án câu số 11 là ichiban des ừ, ok des rồi ạ Đầu tiên đúng không? Mình đã gợi ý cái thằng manga ở đây, đúng không? Đóng vai trò làm chủ ngữ nhưng nếu à, của bên là dạy. bởi vì hai cái thằng này đúng không thằng số so và thằng cô sẽ đứng một mình chứ không bao giờ đi cùng với lại cái thằng danh điều cả cho nên ở đây chỉ có thể là một hoặc là ba nhưng mà xét về mặt ý nghĩa thì chúng ta phải chọn đáp án số 1 đúng không ạ số so để chỉ về cái sự vật sự việc mà cả hai người đều biết đúng không trong cái cuộc hội thoại ides cả và bây giờ chúng ta sẽ dịch cái câu câu của anh tanaka anh ấy nói như thế nào tuần trước thì tôi karimashita tôi đã mượn đúng không kí cả tôi đã mượn nào tôi đã mượn cái gì mượn chuyện chuyện tranh từ bạn từ một người bạn người nhật đúng không kí cả và anh yamada anh nói là cái cuốn truyện tranh đó đúng không cuốn truyện tranh đó chắc hẳn rất là thú vị có phải không đúng không nào hãy Thúy, câu số 12 nào Anh Yamashita nói là Akai no to kuroi no to nani nani ni shimasu ka? Anh Tanaka, akai no ni shimasu, đúng không? Chọn hoặc là quyết định cái màu đỏ, tôi chọn cái màu đỏ, ii desu ka? Và chúng ta phải điền cái từ để hỏi, đúng không? Dono này, dochida này, dona hay là do yate. Câu này cũng khá là dễ. À, mọi người mọi người cố gắng À, chúng ta sẽ học thật là kỹ ngữ pháp cũng như là từ vựng đúng không? Khi mà chúng ta làm những cái bài này thì sẽ uh, Khi mà chúng ta đã có một cái kiến thức nhất định rồi Thì chúng ta sẽ làm rất là nhanh Lúc đấy chúng ta sẽ có nhiều thời gian để làm phần đọc hiểu hơn Bởi vì phần đọc hiểu nó sẽ khó hơn đúng không? Ừ. Tất cả các bạn đều có đáp án câu số 12 là Nhi ban des Hay y des Ừ, bởi vì sao mọi người? Cái thằng thứ nhất và cái thằng thứ ba, đằng sau nó phải là một danh từ nhưng mà đằng sau nó lại là một cái trợ từ cho nên chúng ta loại 1 và 3, đúng chưa nào? Còn cái thằng số 2 và thằng số 4, thằng số 4 đôi ate là bằng cách nào đúng không? Ví dụ như là đi từ nhà đến trường thì đôi ate ikimasu ka, tức là đi bằng cách nào, cho nên ở đây không thể chọn cái số 4 được mà phải là dochira, cái nào đúng không? cái giữa cái màu đỏ và cái màu đen thì bạn bạn chọn cái nào Idesca và anh ấy trả lời là tôi chọn cái màu đỏ hãy tiếp theo nào câu số 13 ba Sato to shio wa naku narimashita kara katte katte kite kudasai ừ mada mo zenzen hay là amari ừ câu số 14 nào kyo shitsu o machigaete shimatta no de minna ni nani nani totte mo hazukashikatta desu hãy câu số một nào guarava wasete, te guarate, guaravade và cuối cùng là guarasade Hay, các bạn có đáp án chưa nào? Câu số 13 của chúng ta, ừ, bạn Dương có đáp án câu số 13 là ichiban des. Tưởng Dương câu số 14 là 1 à? Mọi người mình khi mà mình đi dạy thì mình thấy các bạn rất hay nhầm với cái thể 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 bị động và thể sai khiến thể sử dịch đúng không? Mọi người cứ nhớ bị động sẽ là đà đệ, đờ đúng không? Còn uh, sai khiến sai đúng không? Sai khiến sẽ là, sẽ là chữ S thì sẽ là xà xê, được chưa? Xà xê, đà đệ. Ờ, ừ, bạn Hoa Nguy dịch luôn câu số 12 đúng không? Đó là vì đường và muối đã hết cho nên hãy mua nhé. Ừ, hãy. Ừ, không bao à, quên. Hãy. Hầu như các bạn đều chọn đáp án câu số 13 là ny des đúng không? Đây là thể quá khứ, quá khứ sẽ thường sẽ đi với thằng mô tức là cái thể hiện cái hành động gì đó đã xảy ra đúng không? Bởi vì đường và muối đã hết cho nên là hãy mua, hãy mua về đây đúng không ạ? Hãy mua về, kate Còn cái thằng đà này thì thường sẽ đi với thể phủ định tức là chưa làm cái gì đó đúng không? Còn zen đi với nai ví dụ như là zen zen tức là chẳng hiểu gì cả, hoàn toàn không hiểu. Còn amari cũng đi với thể nai nhưng mà chúng ta sẽ dịch là không lắm đúng không? Ví dụ như là không thích lắm sẽ là amari suki jari sen đúng không? Đấy, đấy là câu 13. Tiếp theo sang câu số 14 chúng ta cùng nhau phân tích ở đây câu này có hai vế đúng không? Đầu tiên là mệnh đề nô đệ tức là vì, vì làm sao? tê tức là nhầm đúng không? Nhầm lớp, ideska Bởi vì tôi nhầm lớp cho nên là cho nên là bị làm sao đó, bị mọi người làm sao? Bị mọi người cười đúng không? Bị mọi người cười. Cho nên tôi làm sao? Rất là xấu hổ. Bị mọi người cười thì đây chính là thể bị động ideska bị mọi người cười chính là đáp án số 3 được chưa nào? ideska

Ừ. Ê, tổ bạn Dương có đáp án là 42. Hay những bạn khác thế nào? Ừ, Hoa Nguy là 34. Nhiều bạn bị nhầm đúng không? Đây là tự động từ cho nên các bạn điền ngay ở đây là đáp án à, là cái trợ từ cả. Tuy nhiên mọi người lưu ý mọi người phải phân tích cả ý nghĩa của câu này nhé. Hay, câu số 15 của chúng ta đúng không? Vì làm sao? Nổ đấy, bởi vì mất chìa khóa đúng chưa nào bởi vì tôi làm mất chìa khóa là cứ sự là làm mất cái gì đó bởi vì tôi làm mất cái chìa khóa cho nên là tôi đã vào từ cửa sổ đúng không ạ từ đâu đó chúng ta sẽ chọn cái thằng số bốn idesca hay tiếp theo câu số 16 của chúng ta là anh thanaka Lúc nào cũng viết chữ rất là thê nê Rất là lịch sự, rất là cẩn thận đúng không? Thì ở đây chúng ta có thể ừ, à, lúc nào cũng viết chữ rất là cẩn thận Cái thằng tê nê của chúng ta đúng không? Là tính từ đuôi na, ides cả Tính từ đuôi na khi mà cộng với lại một cái một cái thằng danh từ à, Ở đây là cả một cái cụm từ đúng không? cụm từ bổ nghĩa cho cái cho cái động từ kakimas là viết viết cẩn thận đúng không ạ? Thì lúc đấy cái thằng tính từ đuôi na chúng ta phải chia về ni, được chưa nào? 丁寧にいいですかですら簡単。次。ごウソムさんを、ちょっと〜憎いですが、私はあの人が好きじゃ、うん、好きじゃないです。じゃないんです。でてコウソムイさん。山田さんはもう〜のに、自分の将来が自分で決められません。はい、でちゃな。 Hay bạn Hoa Nguy có đáp án là 23, Lily Nguyễn là 33, Dương Sáng 33. Ừ, Hoài Bảo lại là 41 à. Câu số 1 chúng ta à, chúng ta đi luôn vào câu số 17 nào. Mọi người nhìn thấy cái thằng nghị quy khó đúng không? Mà trong đáp án của chúng ta lại đều là các động từ, đều là động từ. Vậy cho nên chúng ta phải nghĩ đến cái mẫu mẫu ngữ pháp đó chính là động từ vỏ đuôi mát và cộng với nghịch quy Tức là khó làm gì đó Ở đây cho nên chúng ta sẽ dùng với lại đáp án số mấy Số mấy nào Số 3 đúng không Y ni tức là khó nói Y desu ka Hơi khó nói một chút Nhưng mà tôi tôi làm sao Tôi không thích người đó đâu Đúng không Câu số 18 Anh Yamada này làm sao Đã Đã 26 tuổi rồi Thế mà Đúng không Thế mà anh ấy vẫn không thể tự mình quyết định tương lai của bản thân Đấy chưa nào, anh ấy không thể tự mình quyết định được tương lai của bản thân Nhưng mà mọi người nhìn thấy cái thằng nô no ở đây, đúng không? Thì danh từ, danh từ ấy, danh từ hoặc là tính từ đuôi na mà cộng với nô no ấy Thì chúng ta phải có gì? Có na, đúng không? Vậy cho nên đáp án sẽ là đáp án số 3 Sam bang desu, i desu ka? Ừ, sui Câu số 19 nào cử ha ha ở đây chúng ta phải tìm cái cặp trợ từ cho cái câu này đúng không câu số 20 a được khi Yamada câu này rất là đơn giản đúng không hãy nghĩ hay làが gạ như thế nào Câu số 20 chắc là chỉ cần 1 đến 2 giây là các bạn đã nhìn được đáp án rồi đúng không? Hay bạn Dương có đáp án là 11 Dương có đáp án là 1, 1. Ly Ly Nguyễn là 1, 1. Một. Hưng Cá Lạc 1, một, 1. Một. Ngọc Hà câu số 20 là 1, Được chưa nào? Câu số 19 của chúng ta Hai câu này thì mình chưa thấy bạn nào comment sai cả Câu số 19 đây chính là mẫu so sánh nhất đúng không? À, cái mẫu ngữ pháp so sánh nhất của chúng ta đó chính là Danh từ có và không có no na cả đúng không? Sau đó sẽ là de ides desu Danh từ de và sau đó sẽ là Tiếp theo danh từ chỉ người đúng không? Ga Ichiban nani nani Và đằng sau đây sẽ là Ichiban tính từ des đúng không nào Chính là trong cái phạm vi N thì cái người này làm sao đó nhất đúng không à, Thì ở đây là trong gia đình mẹ tôi, mẹ tôi giỏi nấu ăn nhất Được chưa nào Vậy cho nên ở đây sẽ là đế Còn đằng sau này sẽ là gã Đấy chưa Hay. Câu số 20 nào Động từ Svadimas ngồi đúng không? Ngồi xuống đâu đó thì chính là trợ từ ni ka Cái người được chưa nào? À, mọi người phải phân tích chủ ngữ và vị ngữ trong câu này Trước gá của chúng ta chính là hi tội Đây chính là chủ ngữ đúng không? Cái người, người làm sao? Người mà đang ngồi ở cái ghế kia Thì là anh Yamada Được chưa nào? Đấy, đây chính là câu số 20 Mọi người còn thắc mắc gì về nội dung ngày hôm nay không ạ? Đây là à, buổi ngày hôm nay chúng ta đã hoàn thành 20 câu cả Đây là một cái à, gọi là cái đề trong đề mẫu đề đề mẫu đề mẫu trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và như mình đã nói ở đầu buổi livestream thì trung tâm dịch ngữ Shop đang có một cái một cái chương trình mới đó chính là Shop Radio nếu như mà bạn nào có uh, quan tâm đến đến mình đến Sensei hay là đến trung tâm dịch ngữ Shop thì hãy nhớ theo dõi nhé uh, sẽ phát sóng vào 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên uh, fanpage trung tâm dịch ngữ Shop và trên uh, YouTube Itesca. cả はい。じゃあ、これまで終わりましょう。はい。お疲れ様でした。じゃあね。バイバーイ。